Hello các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Anh Em Sport.com. Mình là Hào. Và số lần trước thì Hào đã hướng dẫn các bạn làm thế nào để cho mình chọn một đôi giày và mặc đế giày phù hợp với mặt sân để các bạn thi đấu. Thì đến số lần này Hào sẽ review tiếp tục cho các bạn về một sản phẩm đã đến từ năm 2018 rồi, nhưng mà đến hiện tại thì nó đang hot trở lại và đang được săn đón rất là nhiều và có đến mức là cháy hàng. Thì các bạn hãy coi đến cuối clip này để xem đó là sản phẩm nào và ưu điểm của nó là gì mà các bạn đang săn đón nhiều đến như vậy. Tên tên các bạn có thể thấy trên tay Hào hiện tại đang là một đôi Adidas Nemesis Messi 18.3 bản TN các bạn, và một màu Solarin vô cùng là đẹp. Chúng ta đi nhanh vào phần chính là các bạn. Thì Adidas lần này thiết kế đem lại cảm giác ôm chân đến mức tối đa, trọng lượng khá là nhẹ, upper cổ thun liền dày tạo cảm giác ôm gọn chân, và đế TF kiểu mới sẽ giúp độ bám sân tốt hơn. Thì Adidas Nemesis 18.3 này có phần da sẽ là mềm hơn Nemesis 17.3, da rất là mềm các bạn, và cũng sẽ là nhẹ hơn một chút so với Nemesis 17.3. Thì về phần upper các bạn có thể thấy, về phần upper này lấy cảm hứng từ băng quấn thể thao có tính chất đàn hồi và tạo cho độ cảm giác bám rất là cao, không để khoảng cách nào giữa giày và chân, qua đó giúp độ bám bóng rất là tốt nhất và cảm giác bóng rất là tốt. Upper là một loại da tổng hợp đàn hồi, bên trong có bọc một lớp vải sợi co giãn và bên ngoài cùng là một lớp da mỏng dùng để chống nước và hỗ trợ kiểm soát bóng, tương tự với Nike Skin. Phần lưỡi gà đã hoàn toàn biến mất và thay vào đó là một cái cổ cao lưỡi gà liền, giúp tăng diện tích tiếp xúc bóng. Thì đây là một loại đế mới, các bạn có thể thấy nha, kiểu thiết kế đế này tương đối là đơn giản và đẹp, thì giúp cho độ bám sân sẽ rất là cao, sát thương không tạo ra. Về thời gian breaking của đôi này cũng tương đối là nhanh, từ 2 đến 3 trận cho những bạn chân bè, và những bạn nếu mà đã hợp form, chuẩn form rồi thì các bạn sẽ cảm nhận được 100% sự sung sướng từ lần đầu sử dụng đôi giày này. Form giày này thì rất là dễ đi, rất là hợp cho, rất là chuẩn để cho các bạn nào dù là có chân bè hay là chân ngang các bạn vẫn có thể sử dụng được, và những vị trí ưa thích như là tiền vệ cánh, tiền vệ tấn công cánh thì sử dụng đôi này rất là phù hợp nha các bạn, vì mu của giày được gần như là bằng phẳng vì không có lưỡi gà. Thiết kế lần này đem lại cho các bạn những cú sút mu, sút mũi và những cú volley up mu sẽ tạo ra vô cùng là lực và vô cùng là phê đối với các bạn. Thì vừa qua Hào đã review xong cho các bạn về đôi Adidas Nemesis 18.3 này, thì các bạn hãy để lại cảm nhận của mình ở bên dưới phần comment, và các bạn đừng quên like và subscribe kênh của Hào và nhấn vào cái chuông bên cạnh để nhận lại được những thông báo từ số sau nha. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại những số sau.